Killing spree. Sự lựa chọn đầu tiên dành cho đồng đội của bạn Queen. Đồng đội của thầy chọn xuống gì để chọn đội xuống này xong chọn nhân vật xuống lục đây. Đây
gì vậy? Em có sao cô được chọn một tiền đề thế nhân vật thân quen là sao cái tóc nó phải quá nhỉ, hay sáng chế nó có tóc nhìn khỏe đây. Đó là 2-1. Gần cho tem săn. Thank you.